chẳng 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 cũng không mệt lãng gì đó. Nói chuyện thật mà nói không ốm lắm, đầu thì to đứt tèo. Bà chê đầu to đứt tèo. Giọt một cái mình nhá. Tại vì lúc đó mình mới ở bệnh viện như vậy. Dạ. À, thành ra người cũng không đầy đủ lắm. Đó, ốm quá giận bỏ lên gác luôn. Leo lên gác luôn vậy đó hả? Leo cái rột lên luôn. Bà Chúc có xuống không? Có, chạy đến bữa ăn xuống chứ. Xuống. Bố mẹ gọi xuống ăn cơm, thì đang ngồi cùng bà. Mà, ăn cơm chung. Dạ, lúc đó là còn giận không bà? Không có giận gì hết mà không thích thôi. Nhưng mà lúc đó là mình rơ mót bằng thị giác. À, nhưng mà để xem coi đối phương có đáp ứng. Đối phương cứ im lặng. Nguy hiểm rồi, nguy hiểm. Chà hôn chà hít vậy. Thực tế ra bọn này là thuộc cả loại thế hệ trước. Ông giỏi quá, là tấn công vô được hết rồi, được lòng hết rồi kia rồi mà không hôn bích gì hết trơn á. Chỉ nắm tay thôi. Sao kỳ vậy? Mà sao vậy ông? Sao ông không? Ông sợ hay là ông... Sợ ai? Coi như là lãnh đạo mình quen hết rồi. Ông còn ngại điều gì? Hay là ông ngại bà hay nhát trước bà? Thời đó không có lãng mạn như bây giờ. Hay là lúc đó ông chưa biết hôn đúng không? Mà bây giờ ông nào có hôn biết gì đâu. Giờ cũng có luôn hả? Ủa ông vậy lúc động phòng sao ông? Trời ơi, cái chuyện đó là cái chuyện nam nữ bình thường ai cũng đã biết nè. Động phòng thì động phòng nha, nhưng mà hôn là hôn. Tôi xin lỗi ông bà, có lạ là chưa bao giờ hôn hết luôn. Vậy sao có 5 đứa con ta? Cứ mỗi lần mà có cãi nhau á, à xong mình làm hòa. À là con đứa hả? Cãi nhau là con đứa, cãi nhau là con đứa. Lạ vậy, hơn 52 năm rồi mà chưa có hung hít cái nào luôn. Cái ngày đầu tiên ông bà gặp nhau là như thế nào, ông bà nhớ không? Mình có một ông bạn khóa trước mình. Rồi bắt đầu ông nói, tao có nhờ em gái biết làm thế. Hả? Bắt đầu nhà ông có em gái bắt đầu đổi tâm lại. Thôi, vậy anh cho xin địa chỉ để làm quen. À. Đó, từ đó mới gặp nàng mây này. Ông gặp bà lần đầu tiên thì cảm giác ông sao? Ông có ấn tượng điều gì ở người phụ nữ này không? Cái ấn tượng đầu tiên đó gặp, thấy chắc người của mình đang đi tìm. Trời ơi, hay vậy ta? Vừa gặp cái là trúng tiếng sét liền luôn. Tại vì lúc đó nghe là nàng mây nghe là lả lướt đó. Đi làm thì áo dài, đeo kiếm đen, đi Honda Dam. Mà chơi một cái độc chiêu nữa là gì vậy? Người ta vô nhà, người ta thắng phía trước. Độc chiêu thì mình ngồi đây chơi. Chạy vô nhà luôn. Không biết khách khung gì hết. Là chạy thẳng xe vô nhà luôn, chạy qua mặt khách luôn. Lúc đó là bà có nhìn thấy ông liền không? Nhảy vô thì thấy có ngồi nhà à. Nhưng mà xe ngoài đi vô đó mà đi luôn. Vô thôi, không đi vô trong nhà, dừng xe trong nhà thay vì dừng ngoài. Dạ lúc đó bà có biết ông là ai không? Có biết là ông qua với mục đích gì chưa? Biết có. Rồi, tại vì có ông anh giới thiệu anh mà. Anh giới thiệu ông rồi, thì lên nhà. Cô có bản lẻn gì không? Chẳng 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 cũng không bản lẻn gì đó. Nói chuyện thật mà nói không ốm lắm, đầu thì to đứt tèo. Bà chê đầu to đứt tèo. Giọt một cái lên nhá. Tại vì lúc đó mình mới ở bệnh viện như vậy. Dạ. Đó, thành ra người cũng không đầy đủ lắm. Đó, ốm quá giận bỏ lên gác luôn. Leo lên gác luôn vậy đó hả? Leo cái rột lên luôn. Rồi Chúc có xuống không? Có, chạy đến bữa ăn xuống chứ. Xuống. Bố mẹ gọi xuống ăn cơm thì đang ngồi cùng bà. Mà chung. Dạ, lúc đó là còn giận không bà? Không có giận gì hết mà không thích thôi. Nhưng mà lúc đó là mình rơ mót bằng thị giác. Nhưng mà để xem coi đối phương có đáp ứng thì đối phương cứ im lặng. Nguy hiểm rồi, nguy hiểm. Coi như đối phương im lặng luôn hả? Nữa. Trời ơi, lạnh lùng vậy không hả? Mà lúc đó là bà mắc cỡ hay là bà thấy đáp nghĩa và bực bội và cấm mặt xuống bạn? Không, không phải. Ý là mắc cỡ đó. Mình cũng không, tại mình chưa quen gì hết mà nhà nghĩa là liếc mắt đôi tình hổ không phải chuyện nghiêm trang, mình ngồi ăn cơm nghiêm chút thôi. Rồi cái tình hình đó nó kéo dài hơn bao lâu thì mình có thể nói chuyện nhau được không? Có kéo dài. Dài hả? Thế là sau cái buổi đó rồi hay là mình phải về Sài Gòn? Dạ. Còn nàng thì ở lại Long Khánh. Mình thấy tình hình hơi không ổn. Thôi ra hay viết những cái lá thư tay. Hay viết lá thư tay. Thế là lá thư tay của mình chuyển về Long Khánh. Nào là tả Long Khánh,
buồn này kia, lá lá rơi rơi rụng như đủ tiêu chuyện gì đó. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Gặp má thơ của ông đầu tiên thì bà thấy sao? Cầm nhật lên đó nhưng cũng không có trả lời. Không trả lời luôn. Nhà không có. Cái là mẹ bảo thôi con ạ, cái thằng đó nó đàng hoàng, nó tử tế đó con ạ, nọ kia nó tới nó lui mãi thì viết thơ trả lời. Có viết thư hả? Dạ. Yeah. Thì ông nhận được thư của bà, trong lòng nó sung sướng khoan khoái không? Nhưng mà được cái đó đó là chúng như con Ngọc Lan biết không? Là mình ở một cái cuộc chiến tranh tâm lý nữa. Với ai? Mình nói chuyện trực tiếp chứ không dạ luôn. Trời ơi. Hai bố coi là hợp nha. Ngồi nói chuyện mấy tiếng hồ. Ây là lấy được cái cảm tình ngay gốc rồi. Mình nắm luôn bộ chỉ huy rồi. Không lo gì trên. Giờ chờ chỉ huy trưởng chỉ đạo là xong thôi đúng không? Hết cờ rồi. Nè, ngay đó cứ chạy thoát. Không chạy thoát. Rồi khi nào ông mới nắm tay của bà? Đó. Cái đó quan trọng lắm á. Bao lâu? Bao lâu? Bố mẹ khó lắm. Càng là đi hồi á, cái tuổi đi học á, bố chợ đi chụp ảnh là thi trung học để cho cấp á. Cái vô chụp thấy cái thằng bé nó thấy mình tại vì cùng lớp mà. Thế nó cười cười. Thế là về ba đánh. Ôi cái thằng kia sao mày có cái gì với nó cười với mày. Trời ơi. Cái gì cũng khó lắm. Khó lắm. Không là không cho tiếp xúc với một bạn trai nữa. Rồi bao lâu thì ông mới đặt nụ hôn đầu tiên lên má chẳng của bà? Chẳng có hôn hết chuyện. Nói chừng chỉ có cái nắm tay thôi. Chưa biết hôn. Chưa hôn luôn. Chưa hôn luôn. Bà nói mỗi lần hôn em mỏi đau răng gừng chết. Đau răng gừng chết. Nhưng mà nói vậy cái tình cảm thấy ướt át đúng không? Ướt át à. Tức là bao lâu thì mình kết hôn không? 16 tháng 5 năm 70 là kết rồi. Vậy là hơn năm. Đó, hơn năm. Vừa đám cưới rình rang không? Không, không, không. Tương đối thôi. Đêm sơ thôi. Hồi trưa mà. Đám cưới là hôn chưa? Chả hôn, chả hít vậy. Thực tế ra bọn này là thuộc loại thế hệ trước. Ông dở quá, là tấn công vô được hết rồi. Được lòng hết rồi kia rồi mà không hôn bích gì hết trơn á. Chỉ nắm tay thôi. Sao kỳ vậy? Nhưng mà sao vậy ông? Sao ông không hôn? Ông sợ hay là ông... Sợ ai? Coi như là lãnh đạo mình quen hết rồi. Hả? Ông còn ngại điều gì? Ừ. Hay là ông ngại bà hay nhát trước bà? Thời đó không có lãng mạn như bây giờ. Hay là lúc đó ông chưa biết hôn đúng không? Mà bây giờ ông nào có hôn hết gì đâu. Giờ cũng có luôn hả? Ủa ta? Ủa ông vậy lúc động phòng sao ông? Cái chuyện đó là cái chuyện nam nữ bình thường mà ai cũng đã biết nè. Động phòng thì động phòng nha, nhưng mà hôn là ổng hôn. Tôi xin lỗi ông bà, có lạ là chưa bao giờ hôn hít luôn. Vậy sao có năm đứa con ta? Mua. Cứ mỗi lần mà có cãi nhau á, à, xong mình làm hòa. À, là con đứa. Ờ. Cãi nhau là con đứa, cãi nhau là con đứa. Lạ vậy, hơn 52 năm rồi mà chưa có hôn hít cái nào luôn. Không hôn hít. Đúng không? Để ăn nha, để hôn để hít chị. Đúng không? Để ăn nha, để hôn để hít chị. Trời ơi. Không có hỏi sao ông hôn hít thì tôi chơi hả? Không có biết hôn hít chị hết á. Không biết luôn hả? Không biết hôn. Giờ cũng không biết gì đâu. Cái nhạc để ăn cái đâu để hôn hít. Nhưng mà ông bà có thấy là ông bà khác. Các ông bà khác không? Ai biết? Ai biết? Ai biết ta đâu biết. Kết hôn về thì mình ở đâu ông bà? Ở nhà ở Long Khánh hay là mình về thành phố Hồ Chí Minh ở không? Hai vợ chồng không có nhà, không có cửa gì hết. Dạ. Về nhà của anh thì là bà mẹ kế. Dạ. Thành ra nhà không có nhà cửa, có ở cái quán. Cái quán nhỏ hôm trước à. Ở cũng được 1 tháng đó, mà trong này có con ông, con bà, dâu ông, dâu bà nọ kia là các quá, con nhỏ không? Quá. Thế là nó hay nói xấu, nó cứ cạnh tranh, nó nói cái nọ nó kia, thấy không có thế ở thấy không yên. Anh này ông mới tới, anh mới liên hệ chú của ổng. Ông chú cho ở nhà. Cô ở đó có bắt đầu cô tiết kiệm dữ lắm. Xong mới nói là thôi bây giờ điệu mới mua nhà. Mua nhà cũng phải là tiền mình mấy cháu nó mấy em con cũng con nó tiền tiết kiệm bên đó mình mượn. Nó cho mượn mua nhà. Thôi vậy còn với ông qua đây uống cà phê cái. Rồi bà lại nói chuyện với Ngọc Lan nha. Con với ông qua đây coi hỏi sao vụ gì mà mấy chục năm không hôn được cái nào ta. Ồ chứ.
quán thanh xuân của tình trăm năm. Mà nhìn ngoài thấy Linh thấy đẹp trai hơn. Đẹp trai không hả? Trời ơi, cảm ơn ông. Rồi đó. À, không mời ông à. Ông xưa rất đẹp trai lắm à. Đúng không, tương đối. Tương đối không hả? Tương đối đó. Trước khi gặp bà đó, ông có những mối tình nào, mối tình vắt vai nào không? Có chứ. Có hả? Nên trong trong đời người, trước khi mà đến hôn nhân ký kết cái bản chung thân thì ai lãng qua một hai mối tình. Ông có nhớ mối tình đầu của mình không? Nhớ chi? Mối tình đầu là ai vậy ông? Mối tình đầu người đó ngoài Đà Nẵng. Đà Nẵng hả? Mà sống ở Sài Gòn một thời gian. Cô đó tên gì? Cô rất đẹp. Cô đẹp. Cô rất thanh hiếu. Tên Hiếu. Thanh Hiếu. Thanh Hiếu. Đẹp không ông? Đẹp. Đẹp hả? Ngài là ca cũng hay. Cái mối tình nó quen lâu không? Quen cũng thời gian cũng được lâu mấy. Được lâu. Để 6-7 tháng xong về sau cô về Đà Nẵng. À. Nhưng mà kiểu như là tình cảm nó chưa đủ chín mùi. À. Thành ra thôi tốt. Tốt lại. Rồi sau cô Hiếu đó. Yeah. Rồi còn có mối tình cô nào nữa không? Không. Hình như không. Như không hả? À, về sau mới gặp bà xã mình. Từ lúc gặp bà đó, ở với bà 52 năm nè, chung sống thì có lần nào ông say nắng với một bóng hồng nào chưa? Không. Không có hả? Không. Cái mỗi người nó có cái bản chất riêng. Mình khi đã lập gia đình rồi thì xem như là cái đường thẳng mà đi. Dạ. Không ngang, không dập làm gì. Không lẽ giờ mình thấy một cô gái đẹp quá mình không nhìn, rồi thấy cô đó xinh quá mình không để ý, mình không có một cái suy nghĩ gì trong đầu hết chứ không hả? Không. Không hả? Dĩ nhiên nhìn là ai là không nhìn. À, nhưng cái đẹp ai cũng được nhìn. Đúng rồi. Nhưng mà cái tư tưởng gọi là chiêm hữu là không có. Khi mình đã có gia đình rồi. Dạ. Khi mình độc thân nó khác. Mình à. Đặt cái vế rõ ràng. Tại vì sao? Đây là ta có cái hạnh phúc nhỏ của ta đây. Mà ta tham cái hạnh phúc, nghĩa là cái này hạnh phúc. Đó là đừng mơ. À. Đừng mơ. Tham quá rồi tuyệt vọng. Tuyệt vọng. Hay quá. Tại vì sao? Mình gặp được người vợ chung thủy mình, lo cho mình, hy sinh cùng mình. Những lúc khó khăn đó, đều có mặt. Những lúc nấy này kia đau khổ chia sẻ cho nhau. Thì còn gì nữa tuyệt vời quá rồi, đúng không? Ông với bà có hay cãi nhau không? Mình nghĩ rằng tất cả mọi gia đình đều qua một cái giai đoạn. Dạ. Giai đoạn đầu tiên, hai con người khác nhau, ở hai môi trường của gia đình khác nhau, cách giáo dục khác nhau, cách sống khác nhau. Thành ra thế nào là cũng có cái chuyện phải để cho nó hòa hợp. Yeah. Mà muốn hòa hợp thì gọi là có những cuộc tranh luận. Tranh luận? Đợi cho mấy đứa nhỏ nó ngủ. À. Xong rồi cái vấn đề mình đưa ra. Ví dụ như mình thì có cái tính là thích bạn bè, vui vẻ mọi người. Nhưng mà chẳng hạn như bà xã mình thì quen cái lối sống trong cái phạm vi nhỏ, nên là ít có rộng rãi. Thì cái đó cũng là cái trở ngại. Vậy thì lúc tranh luận nhau thì ông nhường bà hay là bà nhường ông? Thì mình cũng lựa lời thôi. Nhưng mà khúc sau dung hòa lại để mà hai bên cùng hiểu nhau. Dạ, dung hòa. Đó, dung hòa thôi. Ông hay nhường bà không? Dạ, mình nên nhường trước. Mình nhường mà mình lại thắng. Mình nhường mình thắng hả? Đó, đúng. Hay vậy? Mình nhường hoài rủ mình không thắng sao ông? Mình nhường trong một cái thế này, thế thượng phong á. À, nhường phụ nữ trong thế thượng phong. Đó. À, tức ông luôn luôn tính tới cái đường đó đúng không? Đó. Nói chung muốn giữ được hạnh phúc gia đình phải có sự hy sinh. Hy sinh. Mà sự hy sinh này không phải là mình thua là thua, mình thua mình là thắng. Dạ, mình thua mình thắng. Đó, cái đó là hơi khó rồi Quỳnh Linh thấy phải không? Những người đàn ông nghe thấy chưa? Mình phải nhường phụ nữ. Đó. Mình thua nhưng mà mình thắng. Đúng. Trong cái lúc mà tranh cãi với nhau. Dạ. Ai cũng đưa cái tôi mình ra là số 1. Thôi bây giờ cho bà thắng đi nha. Dạ. À, nhưng mà rồi mai mốt bà thấy rằng cái thắng bà là thua tôi rồi. Rồi, cảm ơn ông. Thôi, xong rồi Lan ơi. Con nghe ông nói một câu rất là hay, đó là nhường trong thế thượng phong. Trời ơi, chiến lược rất rõ ràng. Lúc nãy con nghe bà nói là thời điểm đó nó khó khăn dữ lắm. Nó khó như thế nào vậy bà? Ông về nhà, ông mở cái xưởng đồ đúc. À, tại vì ở trên nhà ba ông làm đúc á. Yeah. Để chuyển đồ để xuống để đánh bấm đúc, đúc đồ xong để đúc nồi. Ai ngờ đâu làm ăn thất bại có năm 75
đổ ra nồi toàn kêu toàn thợ xịn không nha, đổ ra nồi lỗ không hết, xong cái bắt đầu mà kêu cái đám thợ khác tốt, đổ ra nó ra tốt lắm, thì lúc đó là như là đánh nhau đó, thì là không bán được, sụp đôi đầu chỗ sụp, mắc nợ tùm lum, gia tài có mua được cái xe gắn cái xe Honda, cô chạy có một vòng thôi là phải bán. Thằng đầu tiên có biết nó bị sốt cái kêu cái gọi là cô y tá vườn đó mà nó chích một cái nó trúng liều vậy từ chết trời ơi, mà trong lúc đó nhà nghèo lắm con. Cô nhớ lên cô mặc cái áo len đỏ, cô ôm nó, cô chạy, cô khóc quá trời, cô chạy nó không biết cứu đâu nữa. May quá cái tới là cậu đó, cậu hai là người ta là lên cốt lên đồng đó, kêu một cạo gió cạo gió rồi nọ, kêu uống thuốc đi cho nên nó hết được. Một cái thằng đó mới có mấy tháng mà lại mang cái bụng bầu nữa, là đến đẻ thứ hai, con bé đó nọ đẻ dễ lắm con, chưa kịp tới nhà bệnh viện con nó đã muốn sanh ra rồi, đẻ ra thấy nó tái, nó mạch nó tái, nó trong đó con người nó trong bụng mình nó tái rồi, từ từ nó mới hồng. Thật con đó là năm thứ hai. Dạ. Năm thứ ba thì là lúc đó là về ở chỗ hiện tại ở đây này là Phước Bình này. Phước Bình đó là đưa nó để nó sanh, người ta sanh 9 tháng 10 ngày á, nó 10 tháng 10 ngày chưa sanh. Chưa đẻ. Sợ bụng thì to này, mà hồi đó nhà khó khăn lắm, nằm ngủ chuột nó cắn cái tay chỉ món. Thầy còn thằng thứ tư là trời ơi, nó bị sốt, nó chết. Bây giờ bà giờ nay bà mới sách nó lên làm sao, trời ơi, sợ quá trời luôn. Lúc nào vậy? Đến khi nào thì cuộc sống của gia đình mình nó mới đỡ hả con? Xong vất vả lắm, bà nào cũng phải đi ra chợ cô qua. Rồi bắt đầu nồi son đó, thì cô lấy cái nồi son đó cô ra chợ cô bán. Cô bán. Tại vì đó, mình không biết giá, bán quá rẻ người ta mua, có ngày 2 ngày 3-4 ngày hết. Coi như cuộc sống của ông bà là chỉ có quanh quẩn với cái chuyện làm ăn rồi thất bại rồi sanh con rồi con đau con bệnh rồi nuôi con, không có một ngày nào gọi là có thể thảnh thơi ra được. Hèn gì không có hung nhau là đúng rồi. Sao mới được có cái là bắt đầu đó thì đi sau đó ông xã này ông mới làm trong ấy, xong ấy cô đớt đơn con xin việc làm, nó làm đó là bắt đầu có làm thư viện á, tức là cán bộ thư viện á, làm trong đó mới là cho học sinh dạy học sinh thêm nào kia đó, đó là lúc đó mới đỡ đỡ. Ông mà khi bắt đầu có bà rồi thì ông thẳng một đường đi thôi. Ông là quan điểm là gì? Gia đình nhỏ của mình là quan trọng nhất. Con nghĩ chắc cũng là do ông nhìn thấy cái sự vất vả của bà khi mà sanh và nuôi 5 người con. Bởi vì hầu như người con nào cũng gặp biến cố hết. Chính vì vậy cho nên ông rất là thương. Hồi xưa con không biết là ông viết thư cho bà rất là nhiều, và bà cũng có viết thư lại cho ông. Đúng rồi. Dạ, nhưng mà bây giờ thì ngày hôm nay nè, bà có viết cho ông một cái lá thư. Đó, con nghĩ chắc là một bài thơ bà sẽ tặng cho bà ông. Bà làm thơ giỏi. Dạ, bà làm thơ rất là hay. Nên bây giờ con sẽ mở ra con đọc cho ông nghe nha. Tiếng nói từ trái tim, mây tím. Thơ cho anh. Bao nhiêu năm vất vả, nay anh về bên em, cùng cháu con thành đạt, hưởng thú vui an nhàn. Sáng ta siêng thể dục, thỉnh thoảng đi hội thơ, giao lưu cùng bè bạn, tham quan cảnh mộng mơ. Quẳng gánh lo phiền muộn, đọc sách, xem tivi, mệt thì ta ngủ khì, cuối đời ta hưởng thụ. Nay còn ở thế gian, tương đối đỡ nghèo nàn, hai chúng ta cùng hứa, sống không hề dối gian. Trần Thị Hải Vân. Thương tặng anh nhân kỷ niệm anh và em tham gia chương trình Tình Trăm Năm. Vẫn là bắt tay, vẫn chưa chịu hôn luôn. Hôn chí. Hôn lần. Ôi thằng. Chưa hôn em một lần mà đau răng gần chết. Nghe mày hát đấy không? Chưa hôn em một lần mà đau răng gần chết. Bây giờ mình mời cô con gái Út vô coi. Đúng. Sao? Mình mời nhân vật xuất hiện. Nãy giờ nói chuyện bố mẹ vui quá em gái ơi. Vui quá. Một cái tinh thần phải nói là năng lượng tích cực ngập tràn luôn. Dạ. Ở nhà là lúc nào bố mẹ cũng như vậy hả chị? Nhà lúc nào bố mẹ cũng vậy. Nhà chị thì có được cái là về vật chất thì không giống như người ta, nhưng về cái tình cảm, cái gia đình rất là gắn bó.
rất là tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Ai mà hỏi về em có phải là con thị sự không hay là con của Phương không thì là em rất là hãnh diện. Bởi vì sau khi nhắc đến thầy sự á, thì ta nói là thầy sự luôn gì vui vẻ, thương yêu học trò. Rồi mẹ thì luôn vui cười và hai cái cô hay làm thơ đó. Thế là mình cũng hãnh diện. Với lại bố mẹ lúc nào cũng đi đâu cũng có đôi á. Cho nên là mọi người cũng ngưỡng mộ, làm như em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi là mình là con của bố mẹ. Dạ. Cảm ơn. Hôm nay em đến đây thì em không có một cái gì hơn thì là con kính gửi đến bố mẹ. Đó là một món quà mà suốt đêm khuya hôm qua con phải vội viết thành một bài thơ. Mặc dù em không phải là thơ như mẹ, nhưng chắc được là tiếp xúc với mẹ và được đi giao lưu cùng mẹ, cho nên em cũng hiểu được đôi chút về một chút thơ. Và em có một cái bức tranh thơ em muốn kính gửi đến bố mẹ ở đây, gửi cho bố mẹ của con. Bài thơ con tự làm. Kính dâng cha mẹ lời chưa nói, kỷ niệm chương trình tình trăm năm, bến đổ bình yên. Hoa sen nở rộ bàn thiên, cầu cho cha mẹ hiện tiền của con. Sống lâu vui khỏe muôn tròn, để con chăm sóc gót mòn nếu đâu. Thời gian thấm thoát trôi mau, bố trên 81, mẹ trào 75. Kiếp này bố mẹ vượt trăm, giao lưu thi nhạc vẫn nằm dở dang. Vần thơ mây tím tỏa lan, vì khuyên chân thật tha nhân đón mừng. Ước mong bố mẹ chỉ cần phẩm thi xuất bản để phần thế gian. Lời ca tiếng nhạc reo vang, giúp con tiếp nhận hành trang vào đời. Cảm ơn cha mẹ tuyệt vời, cho con bến đỗ rạng ngời bình yên. Hay quá, hay quá ông bà ơi. Bà con đây là hoa đúng không? Dạ. Bây giờ đứng lên tặng hoa cho ông bà đi. Dạ vâng. Hương kính sơ mẹ mà nó thấm đượm nghĩa tình ha. Dạ. Đúng ạ. Rồi, cảm ơn ông bà rất là nhiều. Chúc cho ông bà mạnh khỏe nha. Chúc ông bà luôn luôn bình an, cười thật tươi để hạnh phúc cùng con cháu nha. Cảm ơn câu chuyện của ông bà. Cảm ơn vần thơ của bà và giọng đọc thơ cũng như bài thơ của cô con gái đã làm cho chúng tôi rất là cảm động. Một lần nữa chúc ông bà mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc hai con cũng sức khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý. Dạ. Bây giờ ông hôn bà cái thì giờ mình ông đâu biết hôn đâu. Trời ơi, ông ơi, bà cứ nói là ông không biết hôn. Dạ. Nên bây giờ ông hôn một cái cho bà sợ nè. Đúng rồi. Sư hôn em một lần mà đau răng gần chết.